Xin chào, các bạn có nhớ chiếc TV Xiaomi này không? Mã là EA65 phiên bản 2022, một chiếc Android TV 65 inch độ phân giải 4K nhưng mà mức giá chưa tới 8 triệu nha. Chính vì nó quá ngon nên bản thân mình cũng đã mua về để dùng các bạn nha. Và nhân tiện thì mình có làm một cái bài so sánh chi tiết với cả chiếc TV Sony của nhà mình, cũng sẽ là 65 inch độ phân giải 4K. Cách đây khoảng 1 năm ấy thì mình mua với mức giá là 29 triệu. Vậy thì để xem một chiếc TV Xiaomi 8 triệu nó sẽ kém chiếc TV Sony 29 triệu những gì nhá. Bắt đầu thôi. Ok, thì mình có chia rõ các phần của video ở dưới timeline nha. Nếu các bạn muốn xem nhanh một phần ấy, kích vào phía bên dưới, ok. Điểm đầu tiên khiến mình khá bất ngờ là về thiết kế nha các bạn. Cái viền của chiếc TV Xiaomi ấy, thậm chí mỏng hơn cả chiếc Sony, ảo chưa? Ba viền phía trên và cằm phía dưới đều sẽ mỏng hơn nha. Cách đây khoảng 1 năm ấy, mình cố lên 29 triệu để mua chiếc TV Sony này là vì em nó có viền màn hình mỏng, chứ còn mấy con kiểu 22 triệu, 23 triệu thì viền hơi dày, mình không thích. Nhưng mà bây giờ Xiaomi 8 triệu viền còn mỏng hơn. Quá khủng khiếp. Rồi, trước khi so về khoản hiển thị thì mình sẽ nói về các trải nghiệm sử dụng hàng ngày nhé. Đầu tiên sẽ là tốc độ bật TV. Thì có hai trường hợp. Đầu tiên là các bạn mới cắm điện và bật TV lần đầu tiên, nó sẽ lâu hơn bình thường các bạn nha. Trước mắt là thấy animation của chiếc Sony nó mượt hơn hẳn đúng không? Cầu kỳ hơn. Và kết quả là tốc độ khởi động của chiếc Sony cũng nhanh hơn các bạn nhé. Nhưng mà theo mình thấy là không nhiều, loanh quanh khoảng từ 4 tới 5 giây. Khi tắt TV thì chiếc Sony lại chậm hơn, bởi vì em này sẽ có hiệu ứng làm mờ một chút rồi mới tắt màn hình. Đó, nhìn nó sẽ cao cấp hơn, mặc dù là chậm hơn. Kể từ lần bật thứ hai, cả hai đều sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà chiếc Sony vẫn sẽ tốt hơn các bạn nhé, loanh quanh khoảng gần 1 giây. Tiếp theo thì mình sẽ test về tốc độ mở app, ví dụ như YouTube chẳng hạn. Đó, animation của Sony nó mượt hơn hẳn. Tốc độ mở của Sony cũng nhanh hơn các bạn nhá, nhưng mà không quá nhiều, chắc cũng khoảng 1-2 giây là cùng. Quan trọng ấy là khi ở trong app rồi, các bạn bấm home ra ngoài thì chiếc Sony ngay lập tức sẽ ra home. Còn với chiếc Xiaomi nó sẽ bị delay rất nhiều các bạn nhá, thậm chí lên tới gần 4 giây. Đó. Tiếp tục này, khi mà mở app lần thứ hai ấy, chiếc Sony vẫn giữ được đa nhiệm, còn chiếc Xiaomi thì phải lốt lại nha các bạn. Tiếp theo, mình sẽ test về tốc độ ra lệnh giọng nói nha. Video 4K. Rất là bất ngờ, sau khi nói xong, chiếc Xiaomi cho ra kết quả nhanh hơn khá nhiều so với cả Sony, khéo phải từ 1 tới 2 giây. Mình có thử vài lần, kết quả vẫn như vậy các bạn nhé. Xiaomi nhanh hơn rất nhiều. Video Mobile City. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả hiển thị ra thôi. Còn khi mà các bạn bấm vào để xem video ấy, em Sony mở ngay lập tức, còn chiếc Xiaomi chúng ta sẽ phải lốt lại app YouTube, lại mất vài giây. Thực sự là đa nhiệm của em Xiaomi rất là kém, bởi vì dù sao dung lượng RAM cũng chỉ là 1.5GB mà thôi. Gần như 100% các bạn sẽ phải lốt lại app nha. Rồi, ok, chuyển sang phần so sánh hiển thị của hai TV nha. Trường hợp đầu tiên, khi các bạn xem vào ban ngày hoặc là khi các bạn bật đèn phòng ấy, thì mình thấy chiếc Xiaomi thể hiện khá tốt. Nó có kém hơn Sony một chút, nhưng mà không quá nhiều nha. Màu sắc vẫn rất là ok. Có chăng thì mình hơi cảm thấy lờ mờ một chút là chiếc Xiaomi hơi bị chuyển sang màu xám, rất ít thôi các bạn nhé. Còn em Sony thì trong vắt luôn. Nhưng mà xét về tầm giá dưới 8 triệu thì mình thấy màu sắc của em Xiaomi là rất ok rồi, giải trí quá tuyệt vời. Góc nhìn của cả hai đều rất tốt, đều trên 170 độ, nghiêng thoải mái, không bị biến đổi sang màu xám hay là bị tối đi các bạn nha. Mình khá bất ngờ về góc nhìn của chiếc Xiaomi, thực sự rất tốt. Và khi mà các bạn bật màu đen ấy, thì bắt đầu cảm thấy chiếc Sony vượt trội hơn. Màu đen của Sony rất là sâu, còn em Xiaomi sẽ hơi bị xám một chút. Tuy nhiên, các bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt trong trường hợp thứ hai khi mà tắt đèn phòng đi, xem vào ban đêm. Em Sony thì màu đen rất sâu, nó chia rõ vùng sáng vùng tối trên màn hình. Còn với chiếc Xiaomi thì thôi rồi luôn, toàn bộ màn hình sẽ là một màu xám các bạn nha. Nhìn hơi khó chịu một chút, thậm chí là nhìn được cả cái phần hở sáng cơ. Cái này khi mình quay video bằng máy quay ấy, thì nó sẽ không thể hiện rõ, nhưng mà khi mình chụp ảnh lại, nó rất giống với cả mắt mình nhìn. Thực sự là em Xiaomi kém xa các bạn nha, một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tất nhiên là Sony có nhiều công nghệ hơn, họ sẽ chia cái phần đèn nền ra nhiều vùng khác nhau và bật tắt từng vùng theo tùy hoàn cảnh. Còn chiếc Xiaomi thì không, tấm nền chỉ có bật với cả tắt cả màn hình mà thôi. Nhưng mà đó, rõ ràng là tấm nền công nghệ của Sony thì xịn sò hơn hẳn các bạn nhé. Và còn một điểm cũng khá quan trọng với chiếc Xiaomi, tuy là có cổng cắm anten, nhưng mà khi cắm vào vẫn sẽ không dò được kênh nha các bạn. Chúng ta sẽ chỉ xem được TV thông qua app VTV Go mà thôi.
Tổng kết lại, chiếc TV Xiaomi với mức giá gần 8 triệu sẽ thua về khoảng tốc độ mở app nhưng mà không nhiều. Có chăng thì cái phần thoát ra khỏi app ấy thì mới gọi là chênh lệch quá nhiều. Rồi đa nhiệm của Xiaomi cũng rất kém các bạn nhá. Gần như 99,99% các bạn sẽ phải lốt lại app. Còn về mặt hình ảnh, sự khác biệt sẽ thấy rõ khi mà các bạn xem vào ban đêm những chi tiết màu đen. Còn khi các bạn xem vào ban ngày ấy, nó sẽ không kém quá nhiều nha. Có kém nhưng mà chấp nhận được. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc TV Xiaomi khoảng giá gần 8 triệu? Tất nhiên là kém em Sony rồi, mức giá chỉ bằng hơn 1/4 mà. Nhưng mà theo mình nha, vẫn rất đáng mua. Các bạn có đồng ý về quan điểm của mình hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua của chiếc TV Xiaomi EA65 phiên bản 2022 mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận ghim của video. Rồi, xin chào, bye bye.